Malaysia và Philippines vẫn đang có tỷ số không đều. Tiếp tiếp là những tình huống xử lý lỗi của hậu vệ Baharudin. Nếu như đội tuyển Thái Lan dẫn đầu bảng đấu này thì họ sẽ chơi trận bán kết thứ nhất, trận đấu lượt đi vào ngày 1 tháng 12 gặp Malaysia. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ chơi trận bán kết 2 diễn ra vào ngày 2 tháng 12, trận lượt về diễn ra vào ngày 6 tháng 12. Việt Nam sẽ đá sân khách trước và đá sân nhà ở trận đấu lượt về. Ivan Fadi, Baharudin, của cầu thủ Thái Lan đang được duy trì rất tốt và điều đó khiến cho đội tuyển Singapore rất khó để triển khai lên bóng. Và đội bóng đỏ cũng đang thiếu đi một cầu thủ có khả năng chuyền bóng tốt kết nối giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo. Supersai đã bị phạm lỗi. Chân sút trẻ bên phía đội tuyển Thái Lan đã lùi về rất sâu. Trong đội hình đội tuyển Singapore trong giải đấu hôm nay có 5 người đang thi đấu ở Thái Lan và huấn luyện Phan Yamat rất hy vọng 5 cầu thủ này sẽ có thể cung cấp cho ông những thông tin cần thiết về đội tuyển Thái Lan thì họ rất hiểu bóng đá Thái Lan. Những cầu thủ đang thi đấu ở Thái Lan trong đội hình đội tuyển Singapore đó là hai thủ môn Iswan Mahup và chính thủ môn Hassan Sani. Ivan Fadi, con trai của Fadi Ahmad, cũng đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Thái Lan trong áo của câu lạc bộ BC Pathum. Ngoài ra còn có hai cầu thủ khác đó là Gabriel Khat và Zulfami Arifin. Thì chính là cầu thủ chuẩn bị đá quả phạt góc cho đội tuyển Singapore. Arifin. Nislin. Chuyển dài rất chính xác. Thái Lan và Singapore đều đang chơi bóng bổng rất nhiều. Tiếp tục là quả tạt.
Sarawat. Không có tiếng còi và sổ tài lợi thế cho các thủ Thái Lan. Lần này thì đã có lỗi kéo sau của cầu thủ bên phía đội khách. Thẻ vàng dành cho Mohamed Arifin. Thiên Địa Bàn. Không tốt của Thiên Địa Bàn, bóng đến thẳng chân cầu thủ của Singapore. Nazari. Quả tạt khá dẻo.